Xin chào các anh chị nha, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với lại các anh chị một gói quà Tết. Đấy, gói quà Tết đó là gì? Đó là một chai rượu trong cái hộp rượu rất sang trọng và lịch sự. Đấy, đúng không ạ? Hôm nay ta khám phá thử xem trong chai rượu có đẹp không nha. Mở chai rượu ra nào. Ô, trong chai rượu sao lại có một cái phong bì à? À, không phải phong bì các anh chị nha, đây là thiếp chúc mừng năm mới. Đấy, à, xem là ô, rất là hay. Trong chai rượu này như thế này, có phong bì chúc mừng năm mới này thì rất là tuyệt vời các anh chị nhờ. Xem cái chai rượu, ô, chai rượu đẹp không ạ? Chai rượu này nó là chai rượu ba kích tím của công ty Thức Hoài, rất là đẹp và sang trọng. Đấy, chai rượu này nó được sản xuất từ năm 2018 các anh chị nha. Đây là số 2018. Đấy, chai rượu này nó có mã số, mã vạch để truy xuất nguồn gốc rõ ràng nha các anh chị nha. Đấy, chai rượu rất là sang trọng, không kém gì một chai rượu ngoại các anh chị nha. Đấy, ui giời, chai rượu thật là ngon. Xem là đọc thành phần trong chai rượu này nó có gì nhá. Ồ, thành phần này, rượu gạo trưng cất này, củ ba kích rừng này, dâm dương hoắc này, nhục thung dung này, xương dê này. Đấy, à, chai rượu này nó không phải là mỗi ba kích không nha các anh chị nhá. Chai rượu này nó thêm một số các vị bổ để cho cơ thể con người chúng ta tăng cường sinh lực, cứng gân cốt, mạnh khỏe, để trong công việc làm ăn nó rất là tốt nha. Đấy, xin chào các anh chị nha. Đấy là một những chai rượu rất là tuyệt vời. Đấy, chai rượu này mà mang đi làm quà tặng bạn thân, biếu sếp rất là tuyệt vời trong những ngày Tết, giá trị thật là tuyệt vời các anh chị nha. Đấy, ôi mình giới thiệu thế thôi, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, có những công việc thật là tốt trong công tác.